Xin chào các bạn. Bánh da lợn là một trong những món bánh ngon mà nó được rất là nhiều người yêu thích. Thì hôm nay mình sẽ vào bếp để làm món bánh này. Thì mình mời các bạn cùng xem nhé. Thì để làm bánh da lợn á, thì mình có bột màu trắng và bột màu xanh. Thì đây mình sẽ giới thiệu nguyên liệu cho cái bột màu trắng trước. Đây là 100 g bột năng. Và đây là 50 g bột gạo. Mình sử dụng ở đây là nước cốt dừa nè các bạn. Thì ở đây mình dùng là 350 ml á. Còn đây là 100 g đậu xanh. Và ở đây mình sử dụng là 120 g đường. Rồi ở đây mình dùng thêm một ít muối nữa cho bánh mình được đậm đà hơn đó. Nguyên liệu cho cái phần bột màu trắng đã xong rồi đó. Thì đây là đậu xanh. Mình đã vo sạch, mình ngâm 4 tiếng và mình cũng rửa lại, mình để ráo rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi nấu đậu nha. Mình cho đậu xanh vào nồi. Rồi mình nấu với cái lửa nhỏ, nấu đến khi nào đậu chín luôn nha. Đậu xanh mình nấu á, nó nở bung ra như vậy nè, là nó đã chín rồi đó. Bây giờ mình tắt bếp, mình đổ bỏ cái nước này ra nha. Đây là cái phần đậu xanh mình đã nấu chín rồi nè các bạn. Thì các bạn có thể lấy cái giá đó các bạn tán nhuyễn ra cũng được, nhưng mà nó sẽ không được mịn lắm á, cho nên mình sẽ cho vào cối mình xay cùng với nước cốt. Đậu đã xay mịn với nước cốt nè, thì mình cho lại vào cái thau hồi nãy mình đựng đậu đó, mình cho vào đây để mình trộn bột luôn. Rồi mình sẽ đưa các nguyên liệu vào gần cho đây để cho các bạn dễ nhìn nha. Đây là muối, mình cho một ít muối vào. Thì phần muối này sẽ giúp cho bánh mình ăn á, nó được đậm đà hơn á. Tiếp tục là đường, mình cho hết đường vào luôn. Tiếp đến là bột năng, mình sẽ cho từ từ vào. Rồi cho bột năng xong rồi tiếp đến là bột gạo. Mình cho từ từ vào mình khuấy cho đến khi nào phần bột của mình nó được mịn luôn nha. Phần bột mình khuấy nó tan đều ra nè các bạn. Nhưng mà để cái phần bột mình được mịn hơn á thì mình sẽ lược qua gây. Lược bột xong rồi nè, nó rất là mịn luôn nè các bạn thấy không, nó rất là mịn luôn. Và bột màu trắng của mình như vậy là xong rồi đó. Thì các bạn nhìn cái dòng chảy của bột nè, nó như vậy là được á, dòng chảy nó sẽ đặc hơn cái bột màu xanh nha. Tiếp theo thì mình sẽ đi pha cái phần bột màu xanh. Thì bột màu xanh mình sử dụng là 170 g bột năng. Và đây là 150 g bột gạo. Tiếp tục thì mình sử dụng là 300 ml nước cốt dừa. Còn đây là 130 g đường. Mình cũng dùng thêm một chút xíu muối nữa nha. Và cuối cùng là lá dứa.
Lá dứa thì các bạn nên chọn cái loại màu xanh đậm vậy nè, thì cái màu bánh mình nó được đẹp hơn. Ở đây mình sử dụng là 50 g lá dứa. Nguyên liệu đã xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi cắt lá dứa rồi mình xay ra. Đây là cái phần lá dứa mình đã cắt nhỏ ra nè các bạn. Mình cho vào cối mình xay để mình lấy là 250 ml nước lá dứa. Ở đây là 250 ml nước mình sẽ cho vào để mình xay cùng với lá dứa. Lá dứa xay xong thì mình sẽ lược lấy nước cốt. Tiếp theo thì mình sẽ đi pha bột. Để pha bột thì mình sẽ cho hết phần bột gạo và bột năng vào đây. Đây là muối nè. Mình sẽ cho một chút xíu vào. Tiếp tục là đường. Tiếp tục là mình cho hết cái phần nước cốt vào đây để mình trộn với bột nè. Lúc này mình trộn bột với nước cốt trước nè. Mình khoan hãy cho cái nước cốt lá dứa vào. Vì mình cho nhiều nước quá thì mình sẽ trộn bột nó không có đều quá, nó dễ bị óc trâu á. Bột đã được khuấy đều nè các bạn. Thì tiếp tục mình sẽ cho hết cái phần nước lá dứa vào đây luôn. Giờ mình khuấy lên cho nó đều màu. Bột màu xanh mình đã khuấy đều nè các bạn. Nhìn màu rất là đẹp luôn nè. Nếu thấy không mịn á thì các bạn có thể lược qua gay nha. Còn ở đây mình thấy như vậy là được rồi đó. Đây là cái phần bột màu trắng nè, nó có đậu xanh đó, cho nên nó sẽ hơi đặc hơn nè. Đó các bạn nhìn cái dòng chảy nè. Còn phần bột màu xanh đó thì nó hơi loãng hơn một chút. Thì tiếp tục để đổ bánh được đẹp hơn đó, thì mình sẽ cho bột vào chén. Bột màu xanh thì mình sẽ cho khoảng là 3 cái chén. Rồi tương tự thì bột màu trắng cũng vậy luôn. Ở đây một lát mình dùng cái khuôn nó cũng hơi to đó, cho nên mỗi chén á mình sẽ cho khoảng 200 ml nước bột vào. Đây mình cho ra 6 chén nè, 3 bột màu xanh và 3 phần bột màu trắng. Thì lát nữa nếu cái khuôn mình á nó còn đổ được nữa đó thì mình cho thêm một lớp màu xanh nữa. Còn phần bột dư lại nè thì lát mình đổ vô khuôn nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ đi hấp bánh. Đây mình có chuẩn bị sẵn một cái nồi hấp nè. Mình cho khuôn vào để mình hấp cho nó hơi nóng rồi đó. Để đây mình đã cho một ít dầu ăn phía dưới cái đáy khuôn rồi. Đó, cho dầu ăn rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình cho bột vào được rồi. Thì đầu tiên mình sẽ đổ bột màu xanh trước. Cho bột vào rồi thì mình sẽ đậy nắp lại. Mình hấp bánh lần đầu tiên là mình hấp 5 phút. Để bánh mình nó không bị rớt mồ hôi xuống đó. Thì mình quấn cái khăn giấy mùng lên cái nắp nè. Cái lớp đầu mình hấp được 5 phút nè các bạn. Đó mình thấy nó trong veo lại đó. Tiếp tục thì mình sẽ khuấy bột lên. Mình cho tiếp cái lớp màu trắng lên nữa. Cái lớp màu trắng này thì mình sẽ hấp là khoảng 6 phút nha. Thì mỗi lớp á các bạn tăng lên thêm 1 phút giúp mình nhé. Đó bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình hấp tiếp. Rồi cứ như vậy thì các bạn đổ bột tiếp tục nha. Xen kẽ cứ một lớp màu trắng rồi đến một lớp màu xanh rồi đến màu trắng cho đến hết luôn nha. Lúc nãy thì cái miếng vải mùng trên nắp á nó thòng xuống nè, nó đụng cái lớp bột màu trắng nó hơi xấu nè các bạn.
Mình mới đổ thêm một lớp màu xanh ở phía trên nữa đó. Nó hơi xấu nhưng mà nó không sao. Và cái lớp cuối cùng này là mình hấp 20 phút nha. Bây giờ nó đã chín rồi đó. Bây giờ mình đem xuống mình để nguội là mình ăn được rồi. Đây cái bánh da lợn của mình đây. Mình đã để nguội rồi, mình lấy ra nè. Nó rất là đẹp luôn nè các bạn. Nó nhìn từng lớp rất là hấp dẫn luôn nè. Và cái độ mềm á và cái độ sánh dẻo của bánh nè, nó vừa phải, nhìn rất là hấp dẫn luôn nè. Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra để mình thưởng thức nha. Đĩa bánh da lợn đã cắt xong nè. Rất là thơm luôn á các bạn ơi. Mình lấy cái bánh này cho các bạn xem thử nè. Cái độ dẻo sánh nó vừa phải luôn á. Mà nó rất là thơm. Bây giờ mình sẽ tách lớp cho các bạn xem nha. Này, nó rất là ngon nè các bạn thấy không? Nó không dính gì hết luôn á. Đó. Đó các bạn nhìn rất là ngon luôn nè. Và thơm lắm luôn đó các bạn. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Bánh ăn vào béo thơm rất là ngon các bạn. Độ ngọt và độ mềm của bột vừa phải. Rất là hấp dẫn luôn. Món bánh da lợn của mình á, tới đây như vậy là xong rồi. Thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi được những video tiếp theo. Giờ mình xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.